Rồi, chào tất cả mọi người đã đến với video em nha. Thì hiện tại trước mắt các bác đây thì em đang quay cho các bác xem là một bộ chiếu của Lim. Cái hàng này là hàng một tấm nha các bác. Đó, bây giờ hàng một tấm mà nó rộng tới 1m8 hay 2m thì nó rất là hiếm luôn. Thì hiện tại trước mắt các bác đây thì em đang quay cho các bác xem là cái tấm rộng 1m8 này. Hàng này là còn mọc nguyên nha. Đây này, hàng còn mọc nguyên luôn, mới lót thôi. Nhưng mà các bác có thể nhìn thấy chắc này, chất xanh đen rất là đẹp luôn đó. Cái lúc mà mới vào đó nó xanh đen luôn các bác ạ, nó xanh rất là đẹp luôn đó. Còn hiện tại bộ này là bên em mới lót này. Nói chung thì về dòng của Lim ấy là mình phải tẩy đi thì mình mới lót được. Nhưng mà cái bộ này thì em cũng đã có tẩy rồi, nhưng mà tẩy ra thì nó vẫn màu vẫn rất là xanh đẹp luôn. Thì hiện tại cái bộ này là em đang quay mọc nha. Hiện tại là nó đang dày là 22 phân, rộng 1m8 và dài là 3m50 đó. Bộ này nói chung là cái lô Lim vừa rồi em về á thì hiện tại là còn bộ này là bộ đẹp nhất này. Các bác có thể nhìn thấy nè, vằn vẹo nó nè, rất là đẹp luôn đó. Bộ này là đẹp nhất nè các bác. Đây, hiện tại là em đang còn cái bộ này là đẹp nhất lô bên em. Thì nếu mà bán nào, nếu mà thiện chí chốt cái bộ này á thì nói chung về giá cả thì em để cho các bác là cái bộ này là 135 triệu. Bán nào nếu mà thiện chí thì cái alo chụp với cho em nè. Đó, giá chỉ 135 triệu thôi. Bây giờ cái hàng Lim mà hàng một tấm, nếu mà xẻ được ra được cái cây chất xanh như thế này nó rất là hiếm luôn nha các bác, rất là hiếm luôn. Đây này, chất xanh đen rất là đẹp luôn đó. Tại sao lại em lại bảo là còn duy nhất một tấm này là đẹp bên em? Thì hiện tại là em còn một cái tấm này với lại thêm một cái tấm này. Tấm này thì nó rộng là hơn 2m nha các bác. Tấm này thì nó rộng là hơn 2m nha. Nhưng mà tấm này thì nó có tim. Tấm này thì nó có tim và nó rộng 2m05. Đó, tấm này nói chung về về cái độ đẹp nó thì nó rất là đẹp luôn. Nhưng mà tấm này thì nó lại có tim nha các bác. Nhưng mà nó rộng thì tới 2m05. Tấm này thì dài hơn 4m nha. Dài hơn 4m và dày là 35 phân. Tấm này hiện tại là dày 35 phân này. Bạn nào nếu mà thích hàng dày ấy thì các bác có thể quan đây, bác có thể xem trực tiếp những cái tấm này nha. Đó, đây này, đây thì cái tấm này đó là hiện tại nó là ôm tim nha. Nhưng mà về giá cả của cái tấm này thì hiện tại đang bán là 160 triệu làm ba ship cho các bác nè. Nên là bác nào nếu mà quan tâm về bộ này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em. Đó, rộng là 2m05, dài 35 phân và dài là hơn 4m nè. Đó, còn như cái bộ mà mét chín bữa em quay này thì khách bên em thì cũng đã chốt rồi, chốt thô này, làm lên rất là đẹp luôn đó, rất là đẹp luôn. Cái màu này nó không phải là màu vàng hẳn nữa các bác, cũng không phải là màu Lim vàng của cái ô cam thông thường mà nó lại pha xanh. Đây này, các bác có thể nhìn thấy này, không phải cái này là em pha màu vào đâu đó. Tại vì cái này bây giờ là em đang quay ấy, là em đang bật ánh đèn vàng này. Chứ còn cái màu nó thực chất ra là nó màu xanh rất là đẹp luôn. Đó, cái này là đang lót lên nè. Cái này là mới lót thôi. Đó, cái bộ này thì cũng đã chốt rồi. Bộ này thì khắp anh em đã chốt hết rồi. Đó, còn hiện tại là còn hai cái bộ này. Đó, bán nào nếu mà quan tâm thì cứ liên hệ với cho em. Bộ này thì hiện tại giá là 160 này. Rộng là hơn 2m nè, hơn 2m35. Và dài là hơn 4m. Bộ này thì hình như nó dài là 41 nè các bác. Đó, cái này trước thời em cắt 41 gì em không nhớ, nhưng mà nói chung là 4m nè. Còn cái bộ này á, còn cái bộ này thì nó dài 3m50 nè. Đó, các bác có thể nhìn thấy thực tế nè, rất là đẹp luôn. Giá trị 135 triệu là em ship cho các bác nha. Đó, hàng này nói chung là hàng chuẩn bìa luôn nha các bác. Đây này, các bác có thể nhìn thấy đầu à. Đó, này nó hơi tối, quay nó hơi tối nè. Còn mặt tiền đó nè, mặt tiền các bác có thể nhìn thấy không một vết nứt luôn. Đó, các bác có thể nhìn thấy cái phần rác là nó còn nguyên xi luôn mà. Cái này là em chưa có BU, nếu mà BU là em sẽ bán cái này đồng màu luôn nha. Nhưng mà nếu mà bác nào thích chơi mà kiểu mà lõi riêng nó lát đi rác riêng ấy, thì em sẽ để mọc vậy luôn cho rác luôn. Còn không thì em sẽ bắn BU vào cho nó đồng màu với lại cái bên này cho nó đẹp nha. Rồi, mình xin kết thúc video này nhé.